Vâng. Nó làm chưa em bảo? Cô bảo em nhưng bảo người khác nhá. Chị. Dương ơi. Sướng thế. Vâng. À bố con này. Em ăn kẹo không? Vâng, vâng. Tí thấy chụp cho con gái kiểu con. Đầu mùa nó thương người ấy tắm biển. Biển ơi, biển ơi. Thì tất. Rét đâu, lắng há mồm này, rét gì, rất người ra. Khu du lịch này rét thì không à. Ở đây nắng lắm chị à. Trong này không lạnh đâu. Trong này nắng cháy người luôn. Chán rồi về sớm thôi. Trời ơi, ở đây nắng 40 độ chị ạ. Nằm xuống, nằm xuống.
lại cho con bướn. Cho đây chơi mà. Chơi gì? Chơi tiếng hổ. Đi lên. Đâu? Nắm này. Có cái này. Đây, kiểu này. Thôi em xóa bố đi. Đấy, em xóa bố đi. Thật ra là tiền kiểu 30 một cái. 50.000 hai cái. Dạ. 50.000 hai cái. 30 một cái, 60.000 hai cái. Nhưng lượt 50.000 cái thôi. Thôi. Đấy là gia đình mình chú kiểu kiểu. Thôi, đi đi chơi á. Mà chỉ đọc cái số máy kia không ạ. Đấy, hồi nữa em đưa vào cái nhà nghỉ chị. Nhà nghỉ sau sau mai vàng hay gì nhỉ? Sau mai vàng. Hả? Hoa mai vàng. Hoa mai vàng. Hoa mai vàng ở đâu? Hả? Phải không? Cô chị đọc khung 39 đi. Khung 39. Khung 39. 28, 26. 28. 26. 26. 957. 957 à? 98. 987. Rồi. Đúng chưa? Này. Đi để về mi ơi. Rồi ok. À, tí nữa em có ảnh em điện cho hồi là gia đình chụp gia đình thì em chụp cho kiểu nhá. Ừ. Dương cũng đi. Dạ. Đi. 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 Dương kia kìa. Đấy. Nhập em. Đi mãi kìa. Nắng quá. Dương ơi. Lên kia. Kia. Con đội mũ chứ. Này. Bố, bố đeo quai cho con. Đeo quai xuống. Đi. Đấy đi. Rồi. Đấy đi rồi đấy. Đấy. Đấy Dương đấy. Đấy đấy đấy. Chạy rồi. Đấy. Em ngon gì đấy. Mà. Nắng quá. Đúng rồi, mấy khuya không không về. Đấy.
chạy non con. Hả? Chị Quỳnh và Dương non ta non ton cả đấy. Sáng này ít người. Đây đây đây. Chạy rồi. Chiều mới đông nhỉ. Đọc mình à, đấy. Thank you.
nhá thôi, em mình lấy nhá. Tôi đi xuống để tắm cái.